Dịch này cứ biết làm gì đâu ạ. Quanh ra lại quẩn vào. Thì anh Thủy lên live cùng em đi. Anh Thủy lên live cùng em nói chuyện. Một người anh ở Mãi Cao Bằng. Hoàng Kiên lên live cùng mình nói chuyện một chút. Hoàng Kiên bấm vào thêm để lên live nói chuyện cùng mình với cả nhà. Hoàng Kiên là một người bạn ở trong nhóm Đình Mão 1987. Bạn ấy cũng là một người ở trong ban vận động Hiệp hội Hoa Lan Việt Nam. Và cũng có những cái sự kết nối và những cái sự cống hiến rất là lớn cho Hiệp hội Hoa Lan Việt Nam trong thời gian vừa qua. Chào Nguyễn Thành Nhơn. Nguyễn Thành Nhơn lên live nói chuyện với anh thêm vào đi. Anh em mình cùng hai người cùng nói chuyện với tất cả cả nhà. Chia sẻ những cái câu chuyện của em cùng với cả nhà cùng lắng nghe. Nguyễn Thành Nhơn đâu rồi, bấm vào thêm like đi. Em chào anh Tân. Chào 71 người đang xem. Tối rồi là chắc mọi người cũng đi ngủ mất rồi. Ok, hôm nay xin phép là cả nhà là hôm nay vừa lên live vừa làm một cốc bia để ngồi nói chuyện với cả nhà được lâu hơn. Và chắc chắn là những cái buổi live như này thì nó sẽ hấp dẫn hơn và nó sẽ vui hơn. Cũng như cái câu chuyện của chúng ta sẽ mở hơn cùng với tất cả cả nhà của chúng ta ngày hôm nay đây. Chào bạn Chu Phương. Em sẽ lần lượt mời mọi người. Chúng ta sẽ cùng em lên trực tiếp trong cái buổi trò chuyện này để chia sẻ với những cái câu chuyện của chúng ta. Đấy. Câu chuyện của chúng ta làm kinh tế từ lan như thế nào và câu chuyện của chúng ta về cuộc sống ra làm sao trong thời gian vừa qua và tương lai và tầm nhìn của chúng ta như thế nào về ngành lan của chúng ta. Thì trong các buổi nay thì như em và các Đình Vũ cũng sẽ mời lần lượt từng anh em một. Cũng hy vọng rằng mỗi một tối sẽ mời được một khách mời ở một tỉnh tham dự những cái buổi live của bọn em. Thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời và cũng mong muốn được như vậy. Mời cả nhà. Không biết là anh em có bia không? Chúng ta cùng lấy ra sau là anh em mình vừa nói chuyện. Sau là chúng ta vừa nâng ly với nhau. Xin chào Trần Lực. Ok, em chào anh. Xin chào 120 người đang xem. Chia sẻ giúp em đi mọi người. Lên cao cao một chút. Anh em chúng ta cùng nói chuyện cho nó vui. Rồi bây giờ thì em sẽ bắt đầu là tìm từng người một. Và để cho mọi người chuẩn bị. Để em sẽ mời một ai đó lên live cùng em để nói chuyện với cả nhà. Kính thưa cả nhà là trong thời gian vừa qua thì như cả nhà được thấy. Xin chào anh Đăng Thủy, Đoàn Thủy và cùng em. Xin chào 125 người đang xem. Và vị khách mời đầu tiên trong ngày hôm nay thì Diệp Minh Tuyền. Xin mời đó là một anh trai đến từ mảnh đất Cao Bằng. Chào anh. Hello. Chào em nhá. Đã rất là lâu rồi thì anh em chúng ta mới được nói chuyện cùng nhau. Và đây là cũng là lần đầu tiên anh em chúng ta được liên live và nói chuyện cùng nhau như thế này. Anh có thể giới thiệu qua mình một chút cho cả nhà được biết không? Chào cả nhà nhé, mình là Đoàn Thủy, Vườn Lan Đoàn Thủy ở Cao Bằng. Cũng được giao lưu với em Tuyền cũng một dịp từ năm ngoái rồi. Nhưng do dịch bệnh anh em cũng không đi lại được, chỉ nói qua điện thoại, qua Facebook. Hôm nay rất là vui được lên live nói chuyện với em Tuyền. Chúc em Tuyền một buổi tối thật là vui vẻ. Và cảm ơn anh. Có nhiều kinh nghiệm để anh em vững tâm để bước tiếp trên cái ngành lan. Cũng hy vọng rằng là anh ở Cao Bằng cũng sẽ tiếp lửa cho anh em ở mảnh đất Cao Bằng. Cũng lâu lắm rồi em không được lên Cao Bằng rồi. Cũng hy vọng rằng là qua từng buổi tối thì anh em chúng ta sẽ chia sẻ mạnh hơn và có những câu chuyện tiếp lửa về va. Thì như em được biết thì anh cũng là một chủ nhà hàng đúng không? Cũng bước chân sang lan này là đến nay là cũng được thời gian lâu chưa nhỉ? Mình thì công việc chính là làm nhà hàng ăn uống. Thì cũng bén duyên với nghề lan này cũng được hơn 2 năm. Mới đầu thì cũng chơi hàng thường thôi, sưu tầm các loại lan. Sau đó thì xem qua YouTube rồi là xem qua những cái kênh quảng cáo của anh em thì cũng biết đến lan va. Thì mua cây đầu tiên cũng là cây HO cách đây 2 năm. Hai năm rồi. Đấy, thì dần dần thì mình
Thấy làm kinh tế từ HO nuôi được mấy tháng thì cũng có thấy lợi gấp 8, gấp 9, gấp 10 lần. Sau đó thì bán HO đi thì lại nâng cấp lên Yên Thủy. Đấy, lên Yên Thủy rồi thì nuôi được vài tháng, sau đấy cái cây Yên Thủy có duyên với em Tuyền đấy thì Đúng lại rồi, vào giao lưu tiền em có nhớ cây đó. đấy là em mua của anh là 200 bao nhiêu triệu đúng không? Đúng rồi, thì lúc đó anh mua có 60 triệu thì anh nuôi có được vài tháng, Ok bốn anh. năm tháng gì đấy, thì vào Sài Gòn chơi với ông bạn thì bảo vào chả có gì giao lưu thì thôi, thì xách giỏ lan vào chơi thì cũng vào giao lưu với em đấy, cũng cái duyên. Ok anh. Đấy Sau đó thì về thì anh lại mua, về thì lại mua bạch tuyết, mua lên bạch tuyết thì nuôi thì cũng nhân giống ra thì cũng chia sẻ cho anh em. Thì cái kỳ bạch tuyết anh mua 400 triệu thì về anh nhân giống ra được vài tháng sau thì qua Tết thì anh nhân giống ra được một số, bán đi bán về thì anh bán được hơn 4 tỷ cái kỳ hay bạch quá, tuyết đấy. hay quá. Hiện tại tại bây giờ thì anh vẫn giữ được khoảng độ gần 10 kỳ bạch tuyết, Hay quá. gần Thế là không mất 10 giống tấn đúng nữa, không? không mất giống. Đúng rồi. Đầu tư thêm một số cái cây cao cấp hơn và mình làm cái vườn mô hình nó quy mô hơn Đúng đấy, rồi. mình nâng cấp dần đấy, mình cũng Thì không phải đại gia cũng chơi như nâng cấp. em hay chia sẻ với mọi người ấy, là có nghĩa là chúng ta phải làm sao mà chúng ta chăm được cây, chúng ta phải giữ được giống và xác định đầu tư trong cây lan này, để chúng ta xác định đầu tư từ 1 năm trở lên thì nó mới ra được cái thành quả. Còn nếu mà chúng ta cứ chỉ mua về xong nhìn thấy một chút lợi nhuận lãi mà chúng ta bán đi thì Cứ sóng này đi mua cây khác ấy. đúng rồi, nhưng mà thực ra thì mình phải xác định là làm ngành nghề, chứ còn nếu mà không làm ngành nghề ấy, thì cái ngành lan này nó sẽ không bền vững, không tồn tại được. Mà mấy ông cứ lướt sóng như thế thì mà làm thì khá loạn nếu mà không chuẩn giống. Quan trọng nhất là vẫn là cái chuẩn giống Em cũng nghĩ như vậy, đấy, em mua được cũng chuẩn. có cái suy nghĩ như vậy. Bởi vì là chúng ta phải xác định là sống chết với nó. Chúng ta phải xác định Đúng là rồi, đầu tư tâm huyết toàn bộ vào nó thì chúng ta mới có được cái thành quả. Đấy. Nếu mà chúng ta mà chỉ nghĩ nó là một cái nghề tay trái không thì nó rất là khó. Bởi vì là như bản thân em đến bây giờ thì em đã xác định nó là một cái nghề mà mình đi theo theo suốt cuộc đời này rồi, hay là kể cả bản thân anh đã làm vườn lên rồi. Có một cái điều nữa thì em cũng chia sẻ với rất nhiều anh em rằng là ở tỉnh nào bây giờ, ví dụ như ở Cao Bằng, anh em ở Cao Bằng cũng chả cần đi đâu xa, có rất nhiều những vườn uy tín như vậy. Thì đa phần là những anh em ở các tỉnh bây giờ là những anh em làm lâu rồi là biết nhau hết, ai có uy tín như nào thì gần như là biết nhau hết. Nên là nhiều anh em là chúng ta có thể là do chúng ta lười hỏi, hay chúng ta ngại, hay là có thể là do chúng ta mà chủ quan quá, chúng ta hay đi mua lung tung thì dẫn đến việc là bị sai lầm giống và tự chúng ta lại tiếp tay cho những cái đối tượng mà nó làm ăn giả tạo, Nó lợi dụng nó lợi dụng. mình, lợi dụng Thế thì không được đi ngủ đang. em cũng mong rằng là hết dịch này thì anh em chúng ta sẽ gặp nhau, và xin phép là em mời bạn Kiên lên tiếp, và hôm khác thì em xin phép lại nói chuyện với Ok, anh. chào em Ok ra nhá. em chào anh trai, bye bye, và anh em ở Cao Bằng có thể gặp anh Đoàn Thủy nhé, bye Lúc nào cũng có một người chăm cây này. bye. Dạ chào Đấy, lúc bác. nào cũng có người chăm. Một người thứ Rồi. hai thì chắc là xin mời cả nhà anh có thể thoát đi. Người thứ hai có thể là em xin phép nhé, mời bạn Kiên, bạn Hoàng Kiên lên cùng nói chuyện với cả nhà. Và giới thiệu cả nhà, bạn Hoàng Kiên là một thành viên của trong ban vận động, trong ban quản trị vận động Hiệp hội Hoa Lan Việt Nam. Và bạn Hoàng Kiên đấy, sau bạn Hoàng Kiên thì mình muốn mời bạn Nguyễn Văn Hiếu cùng lên chuẩn bị, Hiếu cùng lên chuẩn bị nói chuyện với mọi người nhé. Tất cả những cái gì mà em chia sẻ mọi người thì bây giờ tất cả ở cộng đồng của chúng ta ở đâu cũng có rất nhiều anh em rồi.
Đấy. Nên là chúng ta có thể hỏi anh em thì chúng ta sẽ biết được ở cái địa bàn này, nhà vườn này có như này, nhà vườn kia có như kia hay không. Chào Kiên. Chào cả nhà nhé. Ok. Xếp hàng mãi. Cũng là tối lên live Xin hơi muộn chào một chút. 117 người đang xem. Em chào chị Viên Phùng nhá. Em chào chị gái Quyên Phùng, xin chào cả nhà. Em có thể nhìn thấy hơi bệnh bình luận nó không rõ một chút. Tiền Xuân mới hỏi tiền đó em. À ok. Mọi người chia sẻ cùng em một cái để chúng ta cùng nói chuyện, và em nghĩ rằng những cái buổi livestream này thì mọi người lên chia sẻ giúp ba em, để đưa những cái người anh em bắt đầu chơi cũng như Rồi, là tay Dương nhá. đấy, để chúng ta cùng có những cái câu chuyện chia sẻ với nhau. Ít nhiều đâu đó thì bọn em có thể, mọi người đa phần rất nhiều anh chị ở trong 189 người này, chúng ta kinh nghiệm cũng dày dặn hơn em rất là nhiều. Nhưng mà có biết đâu cái thiếu của mình, cái thừa của mình thì lại là cái thiếu của người khác, và cái thiếu của người khác thì lại là cái thừa của mình. Nên là chúng ta cùng hoàn thiện lẫn nhau, cùng chia sẻ tất cả những cái kiến thức mà chúng ta đang có, tiếp lửa cho những anh em mới chơi, để cho anh em làm sao tránh tiền mất mà tật lại mang, và có một cái niềm nghi ngờ với cây lan này. Bạn Kiên có thể chia sẻ một chút gì đối với mọi người được không? Ông nào mới cây gì Chào cho ông Hoàng nữa. nhá, xin chào tất cả mọi người, chào 117 em. Ngày hôm nay là ở bên câu lạc bộ Lan Va Đinh Mão của đội chúng em, là trong đó có bạn Tuyền ở đây, là hôm nay được đắc cử là phó chủ tịch cùng với bạn Trường và bạn Hải Kim Mã. Thì trong đó là có bạn Cát Đình Vũ là chủ tịch của câu lạc bộ, và câu lạc bộ là thành lập, là thực ra là thành lập từ rất lâu rồi. Ngày xưa là chỉ nhen nhóm từ một cái nhóm rất nhỏ, em nhen nhóm cái ý tưởng lên chỉ để là giao lưu và chia sẻ, rồi thì kết nối anh em làm sao mà học hỏi được cách chăm cây, nhận biết cây và tìm hiểu thị trường. Nên sau đó là tiến dần lên, và cũng không nghĩ là có được một cái ngày hôm nay là quá tuyệt vời của một cái câu lạc bộ mà được gắn kết rất rất nhiều anh em cùng tuổi, cùng niềm đam mê để chung tay xây dựng ra 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 một cái câu lạc bộ hướng đến một cái gì đó gọi là góp phần vào cho thị trường Lan Va và tạo dựng nên cái niềm tin cho cả mọi người nữa. Thì, đến ngày hôm nay rất là tự hào để được tất cả anh em yêu Lan Va trên cả nước biết đến. Cũng rất nhiều người đến rồi, rất nhiều người muốn kết nối bên câu lạc bộ của em. Hiện tại bây giờ đã có một cái nhóm là nhóm câu lạc bộ Lan Va Linh Mão 1987 toàn quốc ở trên Facebook. Thì anh em nào mà cùng tuổi, mà cùng niềm đam mê, mà cùng chí hướng, cùng muốn tham gia xây dựng vào, thì mọi người cứ inbox cho tất tần tật những cái bạn ở trên 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 câu lạc bộ bọn em có gắn thẻ gắn tên và có thành viên có tên ở trên câu lạc bộ hết. Thì anh em cứ kết nối và sẵn lòng sẵn sàng chào đón tất cả anh em đến với toàn bộ ngôi nhà mới của câu lạc bộ Đan Ma Đinh Mão 1987. Ok, kể qua một chút về tại sao mà bạn này đến với Nghệ Lan. À thì ngày xưa cuối 2018 thì mình chỉ thích thôi. Hồi đó mình chỉ thích và chỉ là gọi là treo ở trên cái bể cá, treo chơi chơi. Và sau đó thì tìm hiểu thêm và cũng tự hào một cái là từ xưa đến giờ là em chơi lan đến thời điểm hiện tại là Chào chị Tuyên Phùng. đi lên từ những cái mà gọi là tự mình tìm hiểu, tự mình tìm tòi, tự đi bằng đôi chân của mình, chưa biết dựa dẫm vào một ai hết, tự đi bằng đôi chân và làm bằng đôi tay của mình, tìm hiểu từng tí một và sai cây cũng rất nhiều rồi. 2018 đến đầu 2019 là cũng phải mất khoảng hơn 400 triệu tiền mua cây sai, rồi chốt 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 và chốt, nào thì cây công nghiệp, nào thì cây sai hoa, rồi nói chung là đủ kiểu, đủ quả đắng luôn. Nhưng mà đổi lại đó là mình được cái gì? Mình được cái kinh nghiệm chăm sóc cây, được cái kinh nghiệm nhìn nhận cây và được cái mối quan hệ, từ đó mình đi lên và ngày một lớn dần lớn dần lớn dần lên. Thì nói chung nếu như anh em
đến thời điểm hiện tại mà chơi lan đến thời điểm bây giờ này, những người mà đi sau, những người muốn đầu tư giờ này là sẽ được hơn là mất, được hơn rất nhiều mất. Vì ngày xưa là những người mà như em đây, hoặc là có thể là rất nhiều anh em trong cái bài livestream đang xem này, đang theo dõi đây, có rất nhiều người ngày nếu mà chơi lan khoảng 2 năm trước thôi, có rất nhiều người bị mất tiền vào những cái mà quả kèo lừa đảo, rồi thì cây sai cây sủng các thứ là không thiếu đâu. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại là những anh em vào sau bây giờ là được lợi rất nhiều, thị trường và anh em chơi lan đã thanh lọc đi rất nhiều những cái thành phần lừa đảo và thành phần xấu đó rồi. Giờ này là anh em vào là một cái thời điểm rất hợp lý. Thứ nhất là thị trường đang bão hòa, thứ hai là cây cối những cái thành phần mình lừa đảo nó đã bị thanh lọc đi quá nhiều rồi, nên là mình được được lợi rất nhiều thứ. Nên là Mới lại cái một thái thứ hai nữa là cũng như mọi người biết đấy, thì trong những cái bài live như này thì bên hội Đinh Mão 1987 sẽ cố gắng làm sao mà mỗi một hôm sẽ cố gắng gắn kết là mời đại diện của một nhà vườn ở một tỉnh nào đó để lên live và chia sẻ với cả nhà. Thì khi chúng ta đã ở tỉnh mình thì chúng ta khi đã biết rồi, hay là mọi người có thể hỏi anh em ở các tỉnh, thì mọi người sẽ tránh được cái nguy cơ rủi ro rất là cao. Bởi vì như những người ở bên quan ban quản trị của em đã tìm hiểu và mời lên live thì đều là những anh em cực kỳ uy tín. Em sẽ mời bất kỳ, có thể là dần dần sẽ đến ở các huyện nữa, thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng chung rất là vững chắc, đúng không ạ? Cộng đồng chung rất là vững chắc. Thế nên là mong mọi người là chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng Nanva nó phát triển hơn. Em nghĩ nhờ như vậy thì chúng ta mới 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 phát triển được. Chứ bây giờ mà cứ mạnh ai thì người nó làm, thì nó dẫn đến cái tình trạng là cha chung không ai khóc. Nhưng mà thôi thì bọn em là những người đi sau. Em cũng mong muốn là mình làm như này thì có thể nhiều anh nhiều chị sẽ cho rằng là những cái câu chuyện của bọn em nó hơi bị nhàm. Nhưng mà thưa cả nhà là dù rằng là bị nói như nào thì câu lạc bộ Lan Va Đinh Mão cũng muốn đóng góp một chút nào đó để xây dựng cái cộng đồng này nó vững chắc hơn. Và cũng như Hoàng Kiên ngày hôm nay, mọi người nếu quanh khu vực Hà Nội cũng có rất nhiều người nổi tiếng, nhưng mà nếu mà trong cái câu lạc bộ Lan Va Đinh Mão thì cả nhà có thể hỏi, ví dụ như là cả nhà cần mua cây này ở tỉnh này, cây kia ở tỉnh kia, thì có thể liên hệ với những anh em Đinh Mão, có thể biết thì sẽ tư vấn cho cả nhà. Thì đó là những cái mà em nghĩ là yên tâm hơn cho cả nhà. Ok. Ok, tôi xuống la nhé. Ok, để bây giờ sẽ từ từ để Tôi mời một bận người nữa xíu, thì xin bạn chào xuống này tạm. trước đi. Chào cả nhà đi. Ok, chào cả nhà Ờ, không biết bạn Hiếu nhé. đâu rồi nhỉ? Tức ở nhà vừa rồi là bạn Kiên. Thì đó là những cái chia sẻ của em trong ngày hôm nay, và mong muốn rằng câu lạc bộ Đan Va Đinh Mão sẽ một lần nữa chia sẻ những cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm này thì cũng không phải là cái gì đâu ạ, là cái kinh nghiệm của bản thân em thôi. Bởi vì là như này, thưa cả nhà, là mỗi người chúng ta đều có những cái kinh nghiệm riêng khác nhau. Đấy. Chúng ta đều tìm hiểu, chúng ta đều làm kinh tế thì chúng ta đều có những cái cách riêng khác nhau, và đặc biệt là về kỹ thuật khác nhau. Bắt đầu tiếp tục lên live thì xin mời một bạn là Đinh Mão nữa. Xin mời bạn Hiếu. Bạn Hiếu mời đi. Bạn Hiếu, xin mời bạn Hiếu. Bạn Nguyễn Văn Hiếu rồi, xin mời bạn lên live cùng mình. Giới thiệu với cả nhà một thành viên nữa của câu lạc bộ Lan Va Đinh Mão. Bạn Nguyễn Văn Hiếu đến từ Thanh Thủy của Phú Thọ. Là một người bạn rất là nhiệt huyết. Đấy, rất đam mê. Và là một người cũng khá là uy tín quanh khu vực Phú Thọ. Nếu chúng ta có cơ hội giao lưu thì cả nhà có thể đến trực tiếp vườn của bạn Hiếu. Chắc chắn là một điều rằng với tất cả anh em Điêu Lan thì trừ giả những cái mùa dịch thì thôi, còn nếu không phải mùa dịch thì cả nhà đến dù không mua hay mua cây thì tất cả các vườn của anh em trên toàn quốc cũng đều tiếp đón cả nhà. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ mời Hiếu lên nhé. Chờ một chút. Hiếu bấm vào cái phần ở bên dưới.
Chờ một chút để mình tìm Hiếu này. Hiếu này. Xin lỗi cả nhà một chút, em tìm bạn Hiếu, cho bạn Hiếu lên live. Hiếu ơi. Đây rồi. Cảm ơn anh trai Nguyễn Anh Khang. Xin chào Hiếu. Hiếu bạn nhá. Mình ngồi xuống cùng nói chuyện với cả nhà. Ok. Đang đi bắt sen đây. Ngồi nói chuyện với cả nhà một chút. Chào cả nhà đi, chào 164 người đi. Chào cả nhà đang xem live trực tiếp của bạn Diệp Minh Tuyền nhá. Có lẽ là đây là những cái buổi livestream đầu tiên, và ngày hôm nay là Cát Đình Vũ với Trường Xuân thì đang live ở bên kia. Ở bên này là một cầu truyền hình nữa, thì mình với bạn để chia sẻ, kể những cái câu chuyện nghề, câu chuyện đời, cùng mọi người để chúng ta gắn kết với nhau hơn. Và ngày hôm nay là cũng là một cái ngày mà khá là đặc biệt, là Hiệp hội Lanva Đinh Mão 1987 đã bầu ra được một số những người đại diện đấy, để chúng ta có thể phát triển hội được vững chắc hơn. Thật ra thì cũng chẳng có cái quyền cái chức gì đâu, mà đây là anh em đề ra để chúng ta có một những cái tiếng nói chung và làm sao mà gắn kết với nhau. Thì hôm nay thì bắt đầu sẽ là những cái bài live đầu tiên, và có thể là từ ngày mai đi thì anh em chúng ta sẽ mời một khách mời ở một tỉnh nào đó đấy, để đi lên những cái bài live để cùng chia sẻ những kinh nghiệm của mình, cùng đưa ra những cái giải pháp và đưa ra những cái nguyện vọng để làm sao chúng ta phát triển được cây vang. Và bạn có thể giới thiệu về mình một chút cho anh em đang xem. Em chào anh Đỗ Sơn. Chào bạn. Em xin chào tất cả những người đang xem trực tiếp livestream của bạn Diệp Minh Tuyền. Em xin tự giới thiệu, em là Vườn Lan Nguyễn Văn Hiếu, có địa chỉ tại Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ, và cũng là thành viên trong câu lạc bộ Lan Va Đinh Mão. Chúc mừng bạn Tuyền hôm nay đã được anh em tín nhiệm vào làm phó chủ tịch câu lạc bộ nhá. Cảm ơn bạn. Em thì chơi lan được cũng 3-4 năm rồi, cũng như Kiên vừa nói, cũng trải qua rất là nhiều cái sóng gió khi mà lúc đầu mới vào lan, cũng gặp rất nhiều cái trục trặc. Nhưng mà tất cả những cái đấy cũng tạo nên cho mình thêm thắt vào những kinh nghiệm để được như ngày hôm nay. Và đặc biệt là từ ngày mà tham gia vào cùng câu lạc bộ Lan Va Đinh Mão thì cảm thấy là cái mối quan hệ uy tín nó được tăng lên rất là nhiều. Không phải ở nguyên khu vực này mà trên cả nước. Cũng chúc cho câu lạc bộ ngày càng phát triển, chúc cho tất cả những người đang xem live và những anh em yêu lan trên toàn quốc sẽ cùng nhau đoàn kết để qua những cái lúc giai đoạn khó khăn dịch bệnh này, chúng ta chuẩn bị sức khỏe chiến đấu cho một cái sự bùng nổ sắp tới. Tôi tin tưởng như là thế. Như bản thân bạn thì bạn nghĩ tại sao mà giá lan trong thời điểm vừa qua là nó lại xuống thấp như thế này? Bạn có thể chia sẻ cùng mình, cùng thật anh em. Thật ra thì trong 3-4 năm chơi lan thì tôi thấy là cũng không phải là do năm nay có dịch bệnh mà giá nó cứ xuống lại lên. Mà hầu như năm nào nó cũng có những cái đợt như thế. Cũng có lúc lê xuống lúc lên, nên là cũng là cái cơ hội để cho anh em nghỉ ngơi anh em chăm cây. Còn đâu thì như năm 19 có đã có dịch đâu mà lan nó cũng xuống cũng lên. Thì như cái đấy là nó là thị trường, phải có lúc lên lúc xuống, nó chả tăng mãi được. Thì nó cũng lên rồi nó lại xuống rồi lại lên, thế thì nó mới là thị trường bạn ạ. Thật ra thì bây giờ mình nghĩ là cái vàng trong cái thời điểm này khó bán hơn lan. Đúng đấy. Thế là nói thì tôi thì chạm đang, đến tôi thì quen với cái việc lên xuống rồi. Như cái hồi bạn vào ấy thì Phú Thọ hồi đấy là rơi vào bao nhiêu tiền một sen? Phú Thọ là tôi kể, vào kể, kể qua giờ... cái giai đoạn, bởi vì là nếu mà nói về ngành lan là bạn là thầy của mình ấy, bạn đi trước mình đấy. Bạn có thể kể lan qua. Phú Thọ lúc tôi vào thì nó khoảng 400.000 một sen, 400-500.000 một sen. Hôm sau đấy thì đến năm 2019 thì nó lúc tôi lúc bây giờ anh em tôi là nhập ở ngoài này ở tại thị trường Phú Thọ. Thì lúc có những lúc lên 700-800.000, trong lúc thời điểm tôi bán cao nhất là 1.9 triệu một sen, đấy là tôi bán Phú Thọ 1 chậu mét 2.
rồi bán xong chậu đấy giá lại xuống, lúc bấy giờ cùng thời điểm HO khoảng 7 triệu một sen. Ừ. Thì xong giá lại xuống, xuống đến bao nhiêu? Đến xuống đến bao nhiêu? Lúc Phú Thọ HO lúc bấy giờ cũng xuống chỉ khoảng 1 triệu một sen thôi, triệu 1 triệu 2 một sen thôi. Phú Thọ thì xuống hơn một tí. Đấy là thời điểm của 2019 lúc mà giá ở ngoài tại chỗ tôi cập nhật được là như thế. Không biết là mấy ngày hôm nay là bạn có người nhắn tin để đổi đất lấy lan không? Có chứ. Thưa cả nhà, là mấy ngày hôm nay thì em có rất nhiều các anh là nhắn tin để đổi sổ đỏ lấy lan. Nhưng thật sự với cả nhà là bản thân em hay là bản thân của rất nhiều những anh em hiện nay cũng đang phải cố gắng làm sao đi kiếm tiền để mua lan. Bởi vì cái thời điểm này là một cái thời điểm cơ hội cực kỳ là tốt. Em cũng đã chia sẻ với rất nhiều anh em rồi, là doanh nghiệp người ta phát triển ấy có khi 3-5 giờ người ta mới hòa, đúng không ạ? May ra thì mới hòa. Mà chúng ta đầu tư lan mà chúng ta chỉ đầu tư vài tháng thôi, tại sao mà chúng ta cứ phải sợ? Nhưng mà nhiều anh em là thấy giá lan lên giá lan xuống, thật sự ra bản thân là cũng run. Nhiều người nghĩ rằng là bản thân em đang về bờ rồi nên em nói như vậy. Thưa cả nhà, không phải. Có thể là cả nhà nếu mà ai tâm sự với em, ngày hôm qua thì em còn đi vay lãi bởi vì là chuẩn bị cho một kế hoạch mới của mình, chưa giải ngân được một cái miếng đất để đi vay lãi. Có những lúc mà bản thân phải đi vay lãi đến 2.000 một triệu một ngày, nhưng mà mình phải nhìn được cái tiềm năng, cái cơ hội. Bản thân em thì em nhiều lúc là cũng phải nói là bản thân mình hơi liều một chút. Mình dám mạo hiểm. Bởi vì từ trước đến giờ là bản thân em là em bước chân ra ngoài là em toàn thích làm những nghề nó hơi khác người một chút. Ví dụ như là tổ chức sự kiện. Từ một cậu bé 18, 19 tuổi mà đứng lên tổ chức một cái sự kiện rất là lớn ở khu vực miền Bắc. Hay là làm những cái chương trình doanh thu. Hay là làm về sim số, thì cái cơ hội của sim số nó đến cũng rất là bất ngờ. Mua một cái sim thôi, về bán có lãi. Thế là đi tìm hiểu đó thôi. Đấy, vừa nhà lại vừa có lãi như vậy và dễ quản lý. Thì cây lan cũng vậy. Cây lan đầu tiên cũng không tin đâu. Nhưng mà thưa cả nhà là chúng ta càng làm thì chúng ta hãy hiểu. Dù rằng giá nó xuống mà cả nhà giữ được cây, chúng ta chăm được cây, thì nó sẽ là dù nó rẻ mấy thì chúng ta vẫn lợi nhuận rất là cao. Nhưng quan trọng là chúng ta phải có thời gian và chúng ta phải chăm được cây. Đèn đỏ mà có cả ô tô này và những khác thì đang đòi một cái lan cho cái đẹp thôi. Okay, em xin chào tất cả mọi người xem live stream tiếp. Truyền lời ok, xin chào bạn, chúc bạn luôn mạnh khỏe. Và bây giờ thì em sẽ tiếp tục mà mời lên một thành viên nữa. Bạn có thể tắt đi Hiếu. Okay, cảm ơn Tuyền. Không biết là còn anh em nào, Đinh Mão nào đang có mặt ở đây. Tức là nhà đó là những cái chia sẻ và nó rất là thực tế. Năm nào cũng vậy. Có lên và có xuống. Thì đó là cái kinh nghiệm của bạn là Nguyễn Văn Hiếu. Là một người con của đất Phú Thọ. Làm cái nôi về Lan Nan Va cũng rất là sớm. 3-4 năm nay thì thời điểm năm nào cũng vậy. Nên là bản thân những cái anh em mà đi trước ấy, thì gần như là không run. Và trong cái thời điểm này thì như mọi người thấy, dù rằng thị trường đang rất là khó khăn, nhưng mà chúng ta đều thấy rằng là cái giá trị của cây lan nó cũng bị giảm, đúng không ạ? Bị giảm bởi vì sao? Có rất nhiều nhà đầu tư bây giờ muốn đầu tư mà không thể nào có thể là giải ngân được ngân hàng hay là mọi thứ. Đấy. Xin chào Nguyễn Quân, xin chào em Khánh Mãi. Em Khánh ơi, Khánh Mãi có thể lên live nói chuyện với cả nhà một chút được không? Trần Khánh Mãi là một người em, thưa cả nhà, em đấy là kinh doanh.